11 tháng 7 năm 2022, phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung diễn ra tại Hà Nội. Trước phiên xử, ông Chung thông qua luật sư gửi gần 100 bằng khen, giấy khen, huân chương, bệnh án để tòa làm căn cứ giảm nhẹ tội. Một số người cho rằng, sở dĩ ông Chung gửi cả trăm bằng khen trước phiên phúc thẩm là để tòa có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bởi chiếu theo khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác, được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo ông Đặng Hùng Võ, hiện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quy trình trao tặng các loại bằng khen, huân chương ở Việt Nam hiện nay không phù hợp, ông giải thích. Thứ nhất là Việt Nam có một cái phần án đấy là quy định, tức là ai muốn khen chỉ tự của mình, nói lên thành tích của mình, tự viết thành tích của mình, tự đề xuất cái là tự xin được khen thưởng. Thế thì từ cái quy định ấy thì dẫn đến cái việc là nhiều người chỉ vì muốn được khen mà có thể tạo ra một cái điều kiện nhị biện về thành tích. Thì thế tôi cho chính vì cái lý đó là nhiều người có thành tích thật họ không muốn làm chuyện ấy. Bởi vì nhiều người họ không sống bằng cái vẻ vang giả tạo. Thế chính vì vậy mà một phía là những người có thành tích thực sự được người dân nể phục, được người dân là kính trọng, xác nhận rằng đây mới là người có thành tích đấy, thì có khi những người lại không được. Thế nhưng mặt khác, có những người muốn nhị tạo thành tích, chạy giấy khen, chạy bằng khen, chạy danh hiệu này, danh hiệu khác, là họ lại làm rất dễ dàng. Thế thành ra là nó tạo ra rất nhiều người được khen, nhưng một thời gian sau thì lại biết là những người này lại là phải là bị kỷ luật. Thế thì đấy là cái thực trạng tôi cho rằng là cái cách thức để xác nhận thành tích của một ai đó là chưa phù hợp. Trung tá Vũ Minh Trí, cựu cán bộ Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng, nói với RFA về các bằng khen của một số lãnh đạo như ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì tôi nghĩ chuyện đấy trong một cái cơ chế tập tài quản trị, nó là hết sức bình thường. Bởi khi một cá nhân ấy, người ta có được cái quyền lớn nhất ở một cơ quan, một đơn vị hay một địa phương, cấp ủy nào đó, thì họ sẽ khiến những người khác phải nghe theo ý họ. Và bản chất của họ đều là những con người rất là tham lam, không những nó tranh đất, tranh xe, tranh cộ, mà kể cả một cái bằng khen, một cái giấy khen, một cái danh hiệu chiến sĩ đi đua thì quyết thắng ấy, thì nó cũng phải có bằng được. Thế đấy là nó có cái đấy cũng có lợi cho nó để nó dùng để thuyết minh cho những cái bước thăng tiến nó cao hơn, hoặc là thậm chí đến mức xấu nhất như là Nguyễn Đức Chung chẳng hạn thì đem ra để thi tội. Và tôi không nhớ, hình như có luật ấy, là đã là anh hùng lao động và anh vượt qua nhân dân ấy, là sẽ được miễn tội tử hình. Theo ông Vũ Minh Trí, về mặt quy trình thì việc tặng bằng khen, giấy khen cũng diễn ra hoàn toàn bình thường. Thế nhưng tất cả thực ra chỉ là một trò hề, hoặc giả là một trò giả vờ do quyền lực chi phối tất cả mọi thứ. Những bằng khen không thực chất, ông Trí nói thêm. Các cụ có câu rằng là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Làm sao mà nhiều người giỏi, người tài, người tốt thế được? Tất cả chúng nó đều có giá trị như tiền âm phủ, chỉ dùng được trong cái âm phủ đấy thôi. Thế còn nếu mà những bằng khen, giấy khen của Nguyễn Đức Chung mà đưa ra để xin việc làm bảo vệ ở một tòa nhà chung cư chẳng hạn, hay là làm bảo vệ ở một cái doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn, thì người ta không thèm nhìn.